Chào tất cả các anh chị thân mến. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast của Tuệ Trading. Và trong cái video, trong cái podcast này thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cái chủ đề nó khá là quan trọng mà tôi thấy số đông rất nhiều anh chị các bạn vào đầu tư tài chính các bạn xem thường. Tức là tôi thấy hầu như tất cả các anh chị vào đây là với cái tư duy là gần như là cái số tiền các bạn là gì, các bạn không có trân trọng. Nên cái podcast này là tôi muốn các bạn hãy trân quý cái số tiền mà nhỏ nhất các bạn, dù chỉ là một đô la thôi, các bạn cũng hãy trân quý. Các bạn thấy rằng là gì, một đô la tương đương với khoảng tầm là gì 24.000 Việt Nam đồng. Thì các anh chị thấy 24.000 á, tương tự là gì, các bạn có thể mua được khá nhiều thứ rồi. Và 10 đô thì các bạn thấy rằng là gì, là cũng bằng là gì 240.000, bằng lương của một cái người lao động ở Việt Nam. Thì các bạn thấy rằng là gì, tôi thấy rất nhiều những group, tôi hay lướt qua những group Facebook này, group Telegram này, và nhiều cái trang cộng đồng. Thì tôi quan sát đó các bạn, là tôi thấy là hầu như rất nhiều anh chị, các bạn không trân quý cái số tiền đầu tư của các bạn. Và các bạn là gì, đốt khá nhiều. Ví dụ tôi thấy những cái lệnh stop loss là gì, 5.000 đô, 7.000 đô, 10.000 đô, rất là nhiều. Nhưng mà các bạn biết rằng là gì, đó là một cái số tiền lớn, là cả một cái gia tài đấy. Và thông thường tôi thấy các bạn là gì, bàn với nhau chơi coi này, chơi coi nọ, long sọt, và các bạn đang đánh bạc vậy đó, và không thực sự trân quý số tiền các bạn bỏ ra. Thì tôi thấy, tôi để ý nha các bạn, bởi vì bản thân tôi cũng làm việc với khá nhiều anh chị, thì tôi phát hiện điều này. Có một số anh chị các bạn là gì, các bạn là những cái nhân viên văn phòng này, các bạn làm lương tháng có 10 triệu thôi, mà tôi thấy là các bạn giao dịch và stop loss của các bạn có nhiều khi một lệnh là cả ngàn đô. Và các anh chị hãy tưởng tượng xem là gì, khi mà với cái cách giao dịch như vậy, thì khi các bạn mất 1.000 đô đó, tương đương khoảng tầm là 2 tháng lương của các bạn, thì các bạn nghĩ xem là các bạn vào trong doanh nghiệp, các bạn làm việc nó có hiệu quả không? Chưa nói đến cái việc là gì, nếu mà các bạn đang gồng lỗ, thì tôi đặt cái câu hỏi cho các bạn là gì, các bạn có thật sự là gì, các bạn bình an được không? Các bạn tập trung vào công việc được không? Thì chắc chắn là hiệu quả làm việc của các bạn sẽ thấp, đúng nào? Rồi tôi cũng quan sát là có nhiều các anh chị là các bạn đang là học sinh sinh viên, và các bạn vào trong cái sàn giao dịch, các bạn thấy là gì, những câu chuyện là gì, trading dễ kiếm tiền, rồi các bạn thấy mong muốn làm giàu nhanh, và là gì, các bạn đốt gần như cái số tiền của ba mẹ các bạn gửi lên cho các bạn vào trong cái thị trường này, đốt rất là mau. Thì có khi nào các bạn đặt cái câu hỏi là ba mẹ của các anh chị, ba mẹ của các bạn là làm ra cái đồng tiền đó vất vả không? Tôi thấy rất nhiều anh chị, rất nhiều bạn là ba mẹ các bạn là làm nông là nhiều, hoặc là gì đi làm công ăn lương, đi phụ hồ này. Và một ngày các bạn biết rằng là gì, lao động rất là vất vả. Bởi vì bản thân tôi các bạn cũng xuất thân trong một gia đình là gì, truyền thống là gì, lao động, làm nông là nhiều. Nên tôi hiểu là cái cách mà tạo ra một cái đồng tiền đó các bạn, tạo ra một số tiền á, thực sự mà để lao động á, rất là cực nhọc. Tôi làm cái podcast này là mong muốn rằng là gì, những cái anh chị, những cái bạn mà nếu các bạn đang là những người mà chưa có khả năng tạo ra những cái đồng tiền, mà các bạn đang gọi là gì, sống nhờ vào cái số tiền trợ cấp của ba mẹ các bạn á, thì các bạn hãy bình tâm mà các bạn suy nghĩ lại đi. Cái số tiền đó là gì, các bạn có thực sự là gì, hiểu được cái giá trị thật sự của nó không? Trong lúc đó các bạn biết rằng gì, ba mẹ của các bạn là gì, tình tảo là gì, làm người ta sai, người ta thậm chí người ta chửi, đúng không? Một ngày trời để có thể là gì, kiếm được khoảng tầm là gì 200-300 ngàn, 500 ngàn gửi cho các bạn. Và 500 ngàn mà quy ra cái tiền đô các bạn, với khoảng tầm 25 đô cho mấy, đúng không? Nên là gì, tôi thấy có rất nhiều bạn, đặc biệt là những cái bạn học sinh sinh viên, tôi không biết là gia đình các bạn có điều kiện như thế nào, các bạn có biết trân quý cái số tiền là gì, lao động vất vả của ba mẹ các bạn không? Ví dụ gia đình tôi các bạn, bản thân là gì, vẫn lao động, và tôi vẫn có gọi là nông sản thu hoạch, các bạn ba mẹ vẫn làm. Thì các bạn mà biết những cái hạt điều không, 1 ký điều thì bán tương đương khoảng tầm là 30 ngàn, tức là khoảng tầm một tương đương 1 đô đi, tôi không biết là giá bao nhiêu.
thì tôi thấy rằng là gì, nếu như mà một ngày mà hái mà nhặt những hạt điều như vậy thì khoảng tầm là gì, được khoảng tầm 20-30 kg gì đó, thậm chí có hôm 10 kg, 20 kg thôi, thì tương đương với khoảng tầm là gì, một kg hạt điều thì khoảng tầm là $1, đúng không? Thì một ngày mà ba mẹ mà nhặt được khoảng tầm 20 kg thì khoảng tầm $20. Mà các bạn thấy rằng là gì, so với số tiền mà các bạn vào trong thị trường này, các bạn giao dịch, các bạn không trân quý, các bạn đốt, các bạn bị mất đi, thì các bạn có thực sự suy nghĩ không? Rồi tôi cũng quan sát đó các bạn. Thực thì bản thân tôi hay quan sát đó. Tôi thấy có rất nhiều bạn đó nhé, là các bạn trong vào thị trường các bạn mất rất nhiều tiền, nhưng mà khi các bạn ra ngoài chợ, các bạn mua hoặc là các bạn trả giá với những người nghèo rất là nhiều. Rồi thậm chí là gì, các bạn không biết cho đi nữa. Ví dụ các bạn thấy một cái người họ hoàn cảnh khó khăn, những cái người mà họ không có khả năng lao động, họ xin, các bạn rút ra 2.000, 3.000 đồng, 5.000 đồng tiền lẻ, các bạn còn tiếc, thậm chí các bạn còn không cho. Nhưng mà vào trong cái thị trường này, tại sao mà các bạn không biết trân quý cái số tiền dù nhỏ nhất? Nên là gì, cái cách mà tôi chia sẻ với các bạn, những cái anh chị mà họ đi cùng với tôi, là gì, các bạn cần phải biết trân quý dù là $1. Các bạn biết cách trân quý $1 thì các bạn mới biết cách mà tạo dựng lên là gì, những cái con số từ những cái số tiền nhỏ thì mới tạo nên số tiền lớn được. Nên là gì, nếu mà các bạn không biết trân quý, nếu mà các bạn không biết là gì, các bạn trân trọng về cái sức lao động, thì chắc chắn rằng là gì, các bạn vào trong thị trường này các bạn khó có được cái thành quả lắm các anh chị. Đặc biệt tôi để ý những anh chị mà các bạn chưa từng lao động, đặc biệt những cái bạn học sinh sinh viên, các bạn chưa lao động để tạo ra cái nguồn tiền, chưa biết giá trị của đồng tiền như thế nào. Tôi thấy có rất nhiều bạn mà gì, tới hai mấy tuổi rồi mà các bạn chưa từng làm ra được cái đồng tiền. Tức là số tiền các bạn sống, các bạn lên trên này, các bạn ăn học là toàn ngửa tay xin ba mẹ không. Và một cái điều này nha các chị nhé, tôi để ý, tôi hay quan sát lắm. Bản thân tôi mà cái thời điểm mà tôi lên đi học trên này các bạn, là tôi đã đi làm thuê rồi. Tôi đi làm bắt về hệ thống chữa cháy có này, rồi đi ủi áo quần có này, rồi tôi lại đi là gì, phục vụ nhà hàng rất là nhiều. Và là gì, cũng đi lao động thời vụ nhiều lắm các bạn. Thời mà ở sinh viên thì tôi không có nhiều tư duy mà mình suy nghĩ nhiều đó các bạn, nhưng mà tôi đi lao động nhiều lắm. Tôi đi làm công ăn lương nhiều lắm. Tôi đi phục vụ này, tôi đi làm thêm nhiều lắm. Và thậm chí có những cái tháng tôi tạo ra những cái số tiền mà dư, xài dư luôn các bạn, ba mẹ không cần gửi lên luôn. Thế nên là gì, tôi rất là trân quý cái số tiền là gì, dù là nhỏ nhất. Thì trong đầu tư tôi chỉ muốn nói với các bạn là gì, các bạn hãy làm sao biết giữ những số tiền nhỏ. Có những cái lệnh giao dịch của các anh chị làm gì, các chị vào lệnh không có vị thế đẹp này, không phải là gì một cái setup đẹp, và các bạn dính stop loss, thì các bạn thấy rằng là gì, nếu như các anh chị không vào lệnh vô tội vạ, hoặc nếu như các bạn mà biết dừng lại, biết stop loss hợp lý, thì chắc chắn các bạn giữ được cái số tiền nó rất là nhiều. Và thậm chí số tiền đó các bạn có thể giúp được rất nhiều người khác, giúp đỡ chính bản thân các bạn trước, rồi có thể các bạn giúp những người nghèo, các bạn cho đi, các bạn làm từ thiện, đúng không? Nên là gì, cái mong muốn của tôi các bạn, là các bạn hãy làm sao biết trân quý dù là $1. $1 nó cũng là một cái số tiền, và vì số tiền đó các bạn cũng giúp được nhiều người các bạn. Các anh chị thấy một cái cô chú đi bán vé số đúng không? Họ là gì, họ bán một tờ vé số 10.000, thì $1 các bạn có thể mua được 2 tờ vé số. Thậm chí các bạn có thể là gì, các bạn cho họ một ít tiền lẻ. Ví dụ cá nhân tôi các bạn, tôi hay mua vé số ủng hộ cho những cái cô chú mà họ gọi là họ lớn tuổi, họ không có khả năng lao động mà họ đi bán vé số. Bình thường thì tôi không có mua, nhưng mà sau này tôi thấy rằng các bạn, mình mua người ta một tờ vé số, người ta vui lắm. Người ta vui, và thậm chí ví dụ như có tiền lẻ thì mình gửi cho họ, cô chú cầm uống nước, mình nói lịch sự vào, con gửi cô chú cầm uống nước đó, thì họ vui vẻ, họ nhận lời. Còn ví dụ các bạn mà các bạn mua mà các bạn thái độ mà này kia, hoặc là mua theo kiểu là giống như mua để người ta khỏi làm phiền các bạn, thì người ta không có vui đâu. Nên là gì, trong đầu tư tài chính các bạn, tôi chỉ muốn nói các bạn là các bạn hãy làm sao biết trân quý dù là cái số tiền nhỏ nhất. $1 các bạn cũng cần phải là gì, trân trọng. Thì khi đó các bạn sẽ tính toán những cái khoản stop loss, cái điểm vào lệnh của các bạn phải đẹp. Thì lúc đó rằng là gì, các bạn mất ít,
thì lúc này các bạn mới tạo ra được cái lợi nhuận. Trong trading, trong đầu tư, cái việc đầu tiên là bảo vệ tài khoản trước cái đã. Làm sao không mất trước đã, thì lúc đó các bạn sẽ kiếm được tiền. Nên cái podcast này của tôi là tôi mong muốn các bạn là gì? Các bạn hãy làm sao trân quý số tiền, dù là nhỏ nhất của các bạn, dù chỉ một đô. Tôi thấy có rất nhiều anh chị các bạn vào trong thị trường này, các bạn cứ thử. Thử mà lần vài trăm đô, lần một vài ngàn đô. Tôi không biết các bạn đại gia cỡ nào, nhưng mà các bạn có trân quý số tiền không? Có rất nhiều cách mình có thể học được cái bài học, mà đâu cần thiết phải trả giá với cái số tiền lớn như vậy đâu các bạn. Giống như hôm nay tôi có trò chuyện với một bạn, là gì, bạn ấy đặt cái câu hỏi gì này, ví dụ như tài khoản của em là 200.000 đô, thì em có nên trích ra là gì 10.000 đô, 20.000 đô, 10% số tiền đó cho trading không, để luyện tập? Thì tôi nói là thay vì em trích ra 10.000 đô, 20.000 đô, thì em có thể trích ra là gì 200 đô, 500 đô, 1.000 đô trở lại thôi. Có rất nhiều cách mình học cái bài học mà mình không cần thiết mình phải trả giá nhiều tiền. Các anh chị hiểu vấn đề không ạ? Thế nên là gì, những cái anh chị mà các bạn mới bước chân vào thị trường đầu tư tài chính này á, thì lời khuyên chân thành của tôi á, là các bạn hãy biết trân quý cái số tiền nhỏ nhất của các bạn, dù chỉ một đô. Có rất nhiều cách các bạn học được cái bài học mà không cần thiết phải trả giá nhiều tiền đâu các bạn. Số tiền đó các bạn hãy có thể là gì, giúp ba mẹ các bạn này. Giúp ngược lại đi. Thay vì ba mẹ gửi lên một tháng 10 triệu xài, đúng không? Thì mình làm gì, mình dùng 5-6 triệu thôi. Mình cắt số tiền nó đi. Mình làm sao là gì? Mình hoặc là mình làm nó những cái việc có ích, mình giúp những cái người khó khăn hơn. Nên là gì, cái tư duy các bạn là hãy biết trân quý cái số tiền nhỏ nhất, dù chỉ một đô. Thì khi mà như vậy á, thì các bạn mới có thể rằng là gì, các bạn biết cách tạo ra được, các bạn mới biết cách là gì kiếm được tiền từ cái thị trường đầu tư tài chính này. Thì thông qua cái podcast này, tôi mong muốn rằng là gì, các bạn hãy làm sao giữ được cái số tiền nhỏ nhất. Khi các bạn giữ được cái số tiền nhỏ nhất á, thì từ từ cái tài khoản của các bạn nó sẽ tăng trưởng. Thì hãy làm sao trân quý dù chỉ một đô. Một đô la nó cũng là tiền các bạn. Một đô các bạn đổi ra là gì, 24.000 Việt Nam đồng đấy. Và 24.000 đó các bạn cũng làm được rất là nhiều thứ. Thì cái podcast này tôi mong muốn gửi đến thông điệp các bạn là như vậy. Thì cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Chúc các anh chị có một cái buổi tối ấm áp bên gia đình và người thân. Thân ái chào tạm biệt các anh chị.